cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị đầu tư ạ. Hôm nay là Thúy đang đứng ở lô đất ở Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Thì lô đất này với tổng diện tích là 461 m2, hiện tại là đây gồm có hai lô nha cả nhà, một lô là 220 m2, một lô là 241 m2. Đặc biệt là đất ở đây là khu thổ cư nha cả nhà, nên là đặc biệt hơn nữa là ở đây là dân cư rất là đông đúc đó cả nhà ơi, xung quanh dân cư rất là đông đúc đó. Bên này nữa, bên này cũng rất là đông đúc nha cả nhà đó. Đường hiện trạng là đường bê tông nha cả nhà, khoảng 6 đến 8 mét đó, rất là rộng rãi nha cả nhà, ô tô đi thoải mái đó. Ô tô thoải mái nên là khu vực này rất là tiện ích, gần trường học, gần ủy ban nhân dân xã và gần trung tâm dạy lái xe của Thăng Long đang xây dựng nha cả nhà, nên là quý anh chị nào mà quan tâm hoặc là muốn có nhu cầu muốn mua thì hãy inbox hoặc gọi điện với số điện thoại là 0356 004 325. Xin cảm ơn cả nhà. Bye bye.